Đây là chiếc bể mình sẽ cắm chân trâu ngọc trai nha mọi người. Bể này sau khi setup xong thì mình để chạy nước 2 hôm và thả ốc Nerita để làm sạch bề mặt đá. Các bạn có thể thấy là đá đã khá là sạch. Vâng, nhíp cắm là vật dụng không thể thiếu khi mà chúng ta trồng chân trâu ngọc trai. Mình đã chuẩn bị sẵn 3 bát chân trâu ngọc trai lá cạn ở đây, khá là xanh mượt. Thì khi mà cắm chân trâu ngọc trai, các bạn lưu ý nha, chúng ta cũng có khá là nhiều cách cắm. Tuy vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắm từng ngọn nha mọi người. Tại sao mình lại hướng dẫn các bạn cách cắm này? Bởi vì là mình cũng đã từng cắm các kiểu chân trâu ngọc trai rồi, từ lá cạn, lá nước, từ cắm cả bụi rồi thì đặt cả bát. Thì mình nhận thấy là cái việc cắm từng ngọn như thế này sẽ giúp cho chân trâu của chúng ta phát triển một cách nhanh hơn và đều hơn nha mọi người. Còn có ai thắc mắc về cái tên gọi chân trâu ngọc trai thì cuối video mình sẽ giải thích tại sao nó được gọi là chân trâu ngọc trai nhá. Chiếc bể này của mình có kích thước 90-45-40. Phong cách mình đang chơi thì cứ tạm gọi là Iwagumi, cũng không biết là có phải là Iwagumi hay không nữa. Với phong cách này thì chúng ta chơi mỗi cây nền thôi, có thể là ngưu mao chiên, chân trâu ngọc trai hoặc mini fit. Tuy vậy thì bây giờ mới chỉ vào đầu hè thôi nên nhiệt độ cũng rất là cao. Chơi những loại như ngưu mao chiên hoặc mini fit sẽ rất khó để có được một chiếc bể xanh đẹp. Vì vậy mình đã lựa chọn chân trâu ngọc trai. Vì chân trâu ngọc trai có khả năng phát triển rất là tốt trong môi trường có nhiệt độ cao hơn. Đoạn này mình quay cận cảnh cho mọi người dễ hình dung hơn nha. Chúng ta cứ cắm từng ngọn xuống phân nền như thế này sao cho cây không bị nổi lên là được. Khoảng cách giữa các ngọn sẽ rơi vào tầm 1-2cm. Nếu mà chúng ta gặp những cái ngọn nhỏ hơn thì chúng ta cũng có thể là cắm 2-3 ngọn sát vào với nhau. Thì cái việc cắm dày hay thưa nó cũng sẽ quyết định khá là nhiều đến cái tốc độ phát triển của cả bể của chúng ta. Nếu mà chúng ta cắm dày hơn thì chiếc bể của chúng ta sẽ nhanh phun nền hơn, mà cắm thưa thì chắc chắn là cũng sẽ lâu phun nền hơn rồi. Như các bạn có thể thấy là việc trồng từng ngọn như thế này sẽ rất là mất thời gian và công sức, thực sự là rất là đau lưng nữa mọi người ạ. Tuy vậy thì hãy nghĩ về một thảm cỏ xanh và một chiếc bể đẹp tuyệt vời sau một tháng. Các bạn sẽ vượt qua tất cả để hoàn thành chiếc bể của mình. Đối với những bạn mà không có thời gian cắm thì chúng ta có thể là chia việc cắm chân trâu ngọc trai này ra thành nhiều ngày. Ví dụ như ngày thứ nhất chúng ta cắm một góc này thôi, ngày thứ hai thì chúng ta cắm góc tiếp theo. Cứ dần dần như vậy thì kiểu gì cũng xong đúng không mọi người? Tuy vậy thì mang tâm lý của một thằng nghiện thì mình chắc chắn là không nào để sang ngày thứ hai đâu. Kể cả như bây giờ gần 12 giờ đêm rồi các ông vẫn cố cắm cho bằng sạch. Bằng hết thì thôi chứ không thì không thể nào ngủ được đâu mọi người. Khuyến cáo là chống chỉ định đối với những người thiếu kiên nhẫn chơi theo phong cách này, vì có thể là sau khi cắm được một vài ngọn là họ sẽ đập bể luôn. Anh em chú ý nhé. Đây đoạn này mình quay chi tiết từ khâu gắp phôi ra đến khâu dí xuống nền. Các bạn có thể thấy là chúng ta cứ lựa chọn những cái ngọn to trước đi, bởi vì là bây giờ vẫn còn tỉnh táo thì lựa chọn những ngọn to để cắm trước nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ về sau mà đến lúc mệt mệt rồi gắp những hòn bé là cảm thấy rất khó chịu. Đấy đấy, như các bạn có thể thấy là đôi khi trong quá trình cắm chúng ta vẫn gặp phải những vấn đề như thế này. Tự nhiên nó lại bị tuột ra. Đấy. Thì chúng ta lại gắp lại và cắm thôi. Hết sức kiên nhẫn nha mọi người. Không biết là mấy ông mà không có sự kiên nhẫn xem video này có đập màn hình hay không. Rồi ok. Mình thì thuộc là top những người là kiên nhẫn và nhẫn nại nhất cái quả đất này rồi. Chơi cái bộ môn này cũng giúp chúng ta rèn luyện được cái khả năng. Không sao mọi người. Cố lên, không vấn đề gì cả, hóng làm lại, không vấn đề gì đâu, kiên trì là mẹ của thành công mà. Đấy, cứ cắm lần lượt nha. Thực ra thì đoạn vừa rồi là mình chỉ diễn thôi, còn đây mới là cắm thật này. Mình cắm ít khi bay lên lắm. Đấy, cắm phát nào được phát đấy luôn. Nói một chút về cách chăm sóc chân trâu ngọc trai nha. Chân trâu ngọc trai là một cây nền không ưa ánh sáng quá mạnh nha mọi người, ánh sáng vừa phải thôi. Và nhiệt độ phù hợp nhất là từ 26-28 độ. Tuy vậy thì chân trâu ngọc trai vẫn có thể chịu được độ nóng là 30 độ nha mọi người. Thì sau khi cắm xong thì thường thời gian đầu chân trâu ngọc trai sẽ rất dễ bị tảo nâu. Và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý tảo nâu rất là đơn giản thôi.
Ôi ôi ôi, đoạn này lỗi kỹ thuật tí thôi nha, không vấn đề gì đâu, lại xử lý được ngay ấy mà. Càng về sau thì nhìn ngọn trân châu càng bé mọi người ạ. Gắp thật sự khó luôn, không biết cắm thêm một lúc nữa có bị ảo giác hay không nữa. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Thôi, đi ngủ cho nó khỏe. Đùa thôi chứ mình kiên nhẫn lắm, không vấn đề gì đâu. Đấy chỉ là diễn thôi. Đấy là chỉ là diễn mô tả lại những cái bạn mà không có đủ sức kiên nhẫn. Còn mình thì như vừa nói là mình thuộc top những người kiên nhẫn nhất rồi. Thôi, cắm được một lúc cũng thấy khá là đau lưng rồi. Gọi cứu viện ngay không ngất xỉu mất. Hai ông cắm thì kiểu gì chả nhanh hơn một ông đúng không mọi người? Đoạn này thì thôi, cho hai thằng đệ nó cắm luôn. Mình ra cầm máy quay xem hai thằng trình độ của bọn nó như thế nào. Đào tạo cũng đào tạo căn bản rồi, giờ xem đến lúc thực hành thì các bạn ấy thể hiện ra sao. Trông tốc độ không được nhanh cho lắm nhưng cũng khá là mượt. Vẫn câu nói cũ thôi, dần dần kiểu gì chả xong đúng không mọi người? Đoạn này quan sát thấy thằng cu em gắp cây chưa được chính xác cho lắm nên mình quyết định là lại nhảy vào và hướng dẫn lại. Đây như các bạn thấy là những cái đối với những ngọn dài chúng ta ngắt ngắn đi và để cái phần ngọn vuông góc với lại cái nhíp như thế này, chứ không cần là phải để cái ngọn nó song song vào cái phần nhíp đâu nha. Cứ để vuông góc và chúng ta cắm xuống nền là được. Đoạn này mình thể hiện nhanh cho mọi người xem nha. Mình vừa rồi chỉ diễn, còn thực tế là mình cắm cái bể này trong vòng khoảng 30 phút là xong mà. Đéo tin. Đấy, như các bạn thấy sau khoảng 3 tiếng, 3 người cắm thì cuối cùng cũng xong rồi mọi người. Quá là nhanh luôn. Nhìn trực diện thì cứ có vẻ khá là dày rồi. Tuy vậy khi quay từ trên xuống thì mình phát hiện vẫn còn khá là nhiều chỗ trống, nên mình sẽ cắm thêm để cho chiếc bể của mình sẽ nhanh phun nền hơn. Các bạn muốn cắm thật kín thì cũng cứ nhìn từ trên xuống như thế này này, sẽ phát hiện được những cái chỗ mà bị thưa hơn là chúng ta nhìn trực diện đấy. Xong xuôi hết thì mình sẽ vớt hết những cái màng và những cái lá bị rụng ra ở trên mặt bể để cho chiếc bể của mình trở nên sạch hơn. Tiếp theo là mình sẽ soi một lượt xem những cái chỗ phân nền nào khi cắm cây nó bị độn lên hoặc nó không được bằng phẳng thì mình sẽ lấy nhíp gẩy một lượt để cho nó bằng phẳng hết. Như các bạn có thể thấy là chiếc bể bên cạnh mình cũng cắm trân châu ngọc trai. Bể này thì mình cắm được khoảng 3 tuần rồi mọi người ạ. Nhìn thì đang xuất hiện rất là nhiều tảo nâu. Tiếp theo thì mình sẽ lấy thêm một số phụ kiện nữa để lắp cho chiếc bể của mình. Trước hết là cái lọc váng. Thì cái lọc váng này khi mà nghe tên thì chúng ta biết công dụng của nó rồi. Nó sẽ hút hết những cái váng ở trên bề mặt bể, giúp cho ánh sáng thẩm thấu xuống dưới một cách tốt hơn và cây của chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Chúng ta lắp 4 cái chân hít vào như thế này. Sau đó chúng ta lắp cái phần thổi nước ra như thế này. Cái phần thổi nước ra này có một cái phần để nối với ống oxy. Ống này để kéo oxy vào trong bể nha mọi người. Nó có thể là lắp ống cứng hoặc ống mềm, tùy vào cái bể mà chúng ta đang sử dụng. Đối với những chiếc bể mà có nắp thì chúng ta sẽ sử dụng ống mềm để luồn qua những cái khe. Còn đối với bể của mình thì bể không có nắp, mình sẽ sử dụng ống cứng. Nguyên lý hoạt động rất là đơn giản thôi. Cái phần nhựa này nó sẽ trôi nổi trên mặt nước và nó sẽ hút váng vào trong và nước sẽ đẩy qua cái đường ống bên dưới. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp một chiếc quạt. Chiếc quạt mình sử dụng ở đây là chiếc quạt 4 nha mọi người. Có một đầu để cắm nguồn điện và một đầu là có cái công tắc. Chiếc quạt này có hai chế độ mạnh và nhẹ, tùy vào từng thời điểm mà chúng ta có thể sử dụng chế độ nào cho nó phù hợp. Lắp quạt lên thành bể và mình sẽ bật chế độ mạnh luôn bởi vì thời tiết mấy hôm nay khá là nóng mọi người ạ. Chiếc đèn mình đang dùng cho bể này là chiếc đèn Nestle AT3 Pro 65W. Mình sẽ cao lên một chút để ánh sáng tỏa ra đều bể hơn và không bị sáng quá. Bước cuối cùng là mình sẽ dùng giấy khô để lau sạch bề mặt kính, giúp chiếc bể của chúng ta trở nên sáng bóng hơn. Đối với chiếc bể chỉ trồng trân châu ngọc trai này thì mình vẫn bật đèn một ngày 6 đến 8 tiếng trong một cái khung giờ nhất định. Đừng bật lộn xộn nha mọi người. Ok, hoàn thiện rồi, bây giờ mình sẽ bật mí tại sao cây này được gọi là trân châu ngọc trai nha.
Đấy, thật kỹ thì các bạn có thể thấy tất cả những ngọn trân châu mới cắm đều có một hạt bong bóng như thế này. Nhìn thật kỹ nha, hạt bong bóng nhìn như viên ngọc trai đó mọi người. Vài ngày đầu thắp đèn thì nó sẽ nổi lên rất nhiều bong bóng như thế này. Trông rất là đẹp mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.